Xin chào độc giả của tạp chí ELLE Việt Nam, mình là Châu Bùi. Hôm nay khi mà diện những bộ trang sức của Châu Mê thì Châu cảm giác là mình được tỏa sáng hơn bao giờ hết nhờ sự tinh tế, vô cùng lấp lánh và sang trọng mà những bộ trang sức đã đem lại cho Châu. Sau cái chuyến đi Dubai thì Châu cảm giác như là cái điều quý giá nhất đó là mình đã gác được công việc và mình dành toàn bộ tâm trí, toàn bộ cái sự chú tâm của mình với gia đình trong thời gian một tuần qua. Phong cách của Châu Bùi thì có lẽ là sẽ thay đổi theo là cái tính cách của Châu Bùi. Thì hiện nay thì mình có lẽ là mình cũng có một cái sự đằm hơn, trầm hơn, suy nghĩ về bên trong mình nhiều hơn. Thì điều đó nó cũng thể hiện qua cái phong cách của mình, có cái sự thanh lịch hơn, đơn giản hơn. Định nghĩa của Châu về self-love có lẽ là mình sẽ có những cái hoạt động và có những cái thói quen để ngày càng yêu bản thân, tự tin hơn và tỏa sáng hơn. Ngay lúc này thì Châu cảm giác là mình sẽ biết ơn nhất là sau bao nhiêu năm làm nghề thì mình vẫn giữ vững được cái giá trị cốt lõi mà mình theo đuổi.